bạn và thông minh hơn. Bây giờ cùng với ca Thái Sơn đã may mắn chiến thắng ở vòng thi vừa rồi, chúng ta sẽ cùng tìm ra hai thí sinh nữa góp mặt ở vòng thi thứ ba của chương trình. Xin mời quý vị cùng hướng về màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có logo sản phẩm Gift sạch bóng đến bất ngờ của công ty Amiza. Và thí sinh tiếp theo là ai đây? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nào. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên, Partner. Xin mời các thí sinh cùng bước về sân khấu. Xin chào hai thí sinh mới của vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Mình tên là Ngô Thị Minh. Mình là nhân viên văn phòng của công ty SB Việt Nam. Rất vui được là người tham dự chương trình siêu thị may mắn. Xin cảm ơn. Và xin mời thí sinh tiếp theo. Tôi tên là Võ Thị Ngọc Minh. Tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Xin chúc mừng ba thí sinh đã có mặt ở vòng thi này. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu. Ở trên sân khấu có 6 cô người mẫu với 6 chiếc xe hàng. Và trên mỗi xe hàng này sẽ có một logo của sản phẩm. Các bạn hãy theo dõi thật kỹ. Những cô người mẫu này sẽ đẩy xe hàng đi và đảo những vị trí khác nhau. Và các bạn hãy nhớ rõ xem là chiếc logo nào đang nằm trên xe hàng nào. Sau đó chúng tôi sẽ có những tấm bảng logo nhỏ hơn phát cho các bạn. Các bạn sẽ lựa chọn và tìm đúng logo mà mình đang cầm trên tay, đặt đúng vào chiếc xe đó. Nếu mở ra đúng thì các bạn sẽ ghi điểm. Và bạn nào có số điểm cao nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Và hai người còn lại sẽ ra về với số điểm thưởng là 500 điểm. Các bạn đã hiểu luật chơi rồi đúng không nào? Bây giờ thì các bạn hãy cùng chuẩn bị nhìn lên phía sân khấu và gặp gỡ với những người mẫu của siêu thị may mắn. Các bạn đã thấy công ty máy tính tiền Lý Phú Vinh, thực phẩm Tuyền Ký, rồi là gì nữa? Lẩu Pisco, lẩu trứng tiền, sản phẩm sáp thơm của công ty Dạng Đông STK. Như vậy là chúng ta đã được theo dõi cả 6 xe hàng của chúng tôi đúng không? Lúc này trong tay tôi đã có 6 logo tương ứng. Và chúng ta sẽ có hai lượt lựa chọn. Lượt đầu tiên các bạn hãy chọn cho mình một logo trên tay tôi và đặt vào một xe hàng mà các bạn nghĩ rằng đằng sau đó cũng có logo như vậy. Sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Khi đã kiểm tra xong thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn thứ hai. Bây giờ thì xin mời các bạn lựa chọn một logo. Rồi xin mời người thứ hai. Và xin mời người thứ ba, bạn Cam Đại Sơn. Vậy là các bạn đã có 3 logo đầu tiên. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy lựa chọn chiếc xe nào có logo tương tự như của mình. Xin mời các bạn. Hãy lựa chọn đi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn hãy đặt vào chiếc xe đó. Rồi xin mời các bạn hãy đứng ra cạnh xe hàng của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra ở đợt lựa chọn thứ nhất của các thí sinh. Chị Minh đã đặt logo của Partner vào chiếc xe này. Và chúng ta hãy thử xem trong xe này là logo gì nào. Hãy cho chúng tôi biết. Partner xin chúc mừng. Bánh bông lan kem Solo được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, có bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium, DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Xin chúc mừng chị Minh đã có sự lựa chọn chính xác đầu tiên. Và bây giờ xem thử bạn Cao Thái Sơn đã lựa chọn như thế nào. Bạn lựa chọn Tidon Plus ở chiếc xe này và hãy cho chúng tôi biết đằng sau chiếc xe này là logo gì đây. Chính xác, Tidon Plus. Tidon Plus, thành phần chứa paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau đầu nhanh chóng, không gây buồn ngủ. Ngoài ra, Tidon Plus giúp giảm đau răng, đau lưng, đau sau chấn thương. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OPV. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Như vậy là hai thí sinh của chúng ta đã có sự lựa chọn chính xác. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra thí sinh thứ ba. Và bây giờ chúng ta hãy xem thử chị Linh đã lựa chọn
logo của công ty Lý Phú Vinh đặt ở chiếc xe này, xem có đúng hay không, hãy cho tôi biết. Xin chúc mừng, chị có sự lựa chọn chính xác. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh chuyên dùng quản lý các loại hình bán sỉ, bán lẻ và các dịch vụ giải trí. Lý Phú Vinh, nhanh chóng, chính xác. Như vậy là ở lượt lựa chọn đầu tiên thì các thí sinh của chúng ta đã có sự lựa chọn chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lượt lựa chọn thứ hai. Xin mời chị hãy lựa chọn một logo cho mình. Xin mời Cao Thành Sơn. Và cuối cùng là của chị Minh. Nào, còn 3 chiếc xe cuối cùng, chúng ta hãy tiếp tục lựa chọn đặt chiếc logo này vào. Xem thử xe nào đây. Còn 3 chiếc xe cuối cùng, hãy lựa chọn đi nào. Ở đợt lựa chọn thứ hai này, chúng ta cùng nhau kiểm tra với chiếc xe của góc Thái Sơn đầu tiên. Bạn đã chọn lẩu Fisco, lẩu Thứ Thiệt đặt ở chiếc xe này. Và cho chúng tôi biết logo ở đây là gì nào. Lẩu Fisco, lẩu Thứ Thiệt, xin chúc mừng. Lẩu Fisco, lẩu Thứ Thiệt, vị gói nước dùng được tinh chế từ hải sản và các loại gia vị tạo nên hương vị độc đáo. Chỉ cần 9 phút chế biến là có một nồi lẩu thơm ngon Thứ Thiệt. Lẩu Fisco có lẩu Thái, lẩu mắm, lẩu gà tiềm ngũ quả, lẩu cà ri gà. Chị Linh đã lựa chọn sản phẩm của công ty Tuyền Ký đặt ở chiếc xe này. Và chúng ta hãy thử xem nào, logo ở trong xe này là gì đây. Chính xác là Tuyền Ký, xin chúc mừng. Tuyền Ký, thực phẩm khô ăn liền Tuyền Ký với 3 loại: thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực. Sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm, đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Xin được chúc mừng chị Linh. Và bây giờ, chiếc xe cuối cùng của chị Minh, chị đã đặt vào đây là sản phẩm Sara Laura của công ty Rạng Đông SPK. Chúng ta cùng xem, cho tôi biết logo ở đây là sản phẩm gì nào. Chính xác, xin chúc mừng. Nước thơm xả bồn cầu SPK 3-1. Sản phẩm lần đầu được sản xuất tại Việt Nam. Công dụng tỏa hương thơm, làm sạch và chống bám bẩn, cho nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm mát suốt từ 4 đến 6 tuần. Rạng Đông SPK, hương sắc cho cuộc sống. Như vậy là cả 3 thí sinh của chúng ta qua 2 lượt lựa chọn đều có sự lựa chọn chính xác. Như vậy thì cả 3 thí sinh có số điểm ngang nhau. Chúng ta sẽ phải xác định người thắng cuộc bằng cách thăm may mắn. Lúc này trong 6 chiếc xe của chúng tôi có 6 chiếc bao thư may mắn. Các bạn hãy lựa chọn một bao thư và chúng ta hãy xem thử xem ai có con số lớn hơn, người đó sẽ chiến thắng. Xin mời các bạn, ở phía trước xe đây có một bao thư may mắn, các bạn hãy lựa chọn đi. Bất kỳ một xe nào các bạn muốn. Hãy nhìn kỹ nhé. Rồi, chị lấy đại một cái. Còn chị Linh và Cao Thế Sơn chọn xe nào đây? Một trong những chiếc xe còn lại, hãy lựa chọn đi. Rồi, lấy nguyên chiếc xe cuối cùng của mình. Xin mời các bạn tiến lại gần đây ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau mở lá thăm của mình ra xem số bao nhiêu. Giơ lên cho mọi người cùng thấy. Một, hai, và Sơn lại một lần nữa lại chiến thắng với cái số 4. Quả thật là hôm nay Cao Thái Sơn cực kỳ may mắn, Mai Áo Đỏ cực kỳ may mắn, liên tục rút thăm ngẫu nhiên được những con số lớn. Và như vậy thì Cao Thái Sơn đã chiến thắng để bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng. Như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau trao giải thưởng cho các thí sinh ở vòng thi này. Bạn Cao Thái Sơn đã chiến thắng sẽ có mặt trong vòng thi đặc biệt. Còn chị Linh và chị Minh sẽ ra về với số điểm thưởng là 500 điểm. Xin chúc mừng các thí sinh. Ngay bây giờ thì tôi sẽ nhắc lại câu hỏi đây. Câu hỏi đó là, theo bạn, ngày nào đã được chọn làm ngày doanh nhân Việt Nam?
có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là ngày 13 tháng 10, đáp án số 2 là ngày 13 tháng 11 và đáp án số 3 là ngày 13 tháng 12. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8340. Tôi xin nhắc lại, người may mắn chiến thắng sẽ là người được chúng tôi rút thăm ngẫu nhiên bằng hệ thống máy vi tính trong tổng số những người đã có đáp án chính xác. Vì vậy, ai là người may mắn nhất, người đó sẽ có cơ hội để sở hữu phần quà hấp dẫn của chương trình. Những phần quà này sẽ được gửi tặng từ công ty thực phẩm chay Âu Lạc. Và đặc biệt giải thưởng lúc này đã lên tới là 5 triệu đồng, một phiếu mua sắm tại hệ thống các cửa hàng của thế giới di động.com với rất nhiều những loại máy tính cũng như là điện thoại di động đời mới nhất. Nào, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng và sở hữu những phần quà hấp dẫn này, đúng không? 5 triệu đồng tiền mặt, wow, thật tuyệt vời. 5 triệu đồng để chúng ta cùng nhau mua sắm đón Giáng sinh. Nào, hãy nhanh lên gọi về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng dành những tràng tay thật nồng nhiệt, hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón người đã có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình. Đó chính là ca sĩ Cao Thái Sơn. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn, nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn, nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn, nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin cảm ơn những cô gái rất dễ thương của nhóm Nhật Nguyệt đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Ca Thái Sơn thân mến, chắc hẳn bạn cũng nghe thấy qua bài hát này, các cô gái đã giới thiệu cho chúng ta biết đằng sau lưng của chúng ta có 6 cánh cửa với rất nhiều bất ngờ. Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị lựa chọn nhé. Bạn lúc này đang có 1.000 điểm. Bạn hãy dùng số điểm của mình để đặt vào các ô cửa này. Trong ô cửa của chúng tôi có các số điểm là 300, 500, 2.000 điểm, 3.000 điểm, một ô đặc biệt và một ô bất ngờ, ô 3 số 0. Bạn dùng số điểm 1.000 đặt vào những ô cửa đó. Nếu mở cửa ra, điểm trong ô cửa thấp hơn hoặc bằng điểm của bạn đang có, điểm của bạn sẽ được nhân đôi. Nhưng nếu cao hơn điểm của bạn đang có lúc đó thì điểm của bạn sẽ bị chia đôi. Và khi bạn đã nâng được điểm của mình lên tới 5.000 điểm rồi, đặt vào ô cửa đặc biệt, mở cửa ra, giải thưởng lớn nhất sẽ thuộc về bạn. Nhưng nếu bạn đặt vào ô cửa 3 số 0, điểm của bạn sẽ bị chia đôi và cuộc chơi ngừng lại ngay lập tức. Chính vì vậy bạn hãy thận trọng để lựa chọn các ô cửa và bạn có quyền quyết định ngừng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để đảm bảo số điểm của mình. Bạn có thể tự quyết định hoặc nhờ khán giả ở dưới kia tư vấn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị lựa chọn các ô cửa nhé. Xin mời bạn cùng bước về bên đây. Sơn thân mến, bây giờ thì Sơn hãy lựa chọn đi. Ô cửa đầu tiên mà Sơn muốn đặt 1.000 điểm của mình vào là ô số mấy nào? Trước khi đặt thì có lẽ là Sơn phải nói một điều là từ trước đến nay thì Sơn chơi game show toàn rớt, toàn thua không à? Và ngày hôm nay thì rất là may mắn được lọt vào vòng đặc biệt. Và bây giờ thì Sơn sẽ chọn một ô. Bởi vì lúc nãy là dựa vào sự may mắn với một bạn mà Sơn gọi là sự trung thủy. Lúc đó là Sơn định chọn ô khác rồi, thế nhưng mà Sơn lại quay lại bạn đó. Thì bây giờ Sơn sẽ lại chọn tiếp bạn đó, ô số 5. Ô số 5 là cái ô ở chính giữa phải không? Vâng. Hình như khán giả rất đồng tình với Sơn.
Hồi hộp quá. Không biết là Sơn có may mắn không nào. Hãy cho tôi biết đằng sau ô cửa số 5. Sofa gốc, sản phẩm làm bằng nguyên liệu vải bố ngoại nhập, có thể tháo rời để giặt, có nhiều màu sắc phù hợp với mọi thiết kế, giúp bạn dễ dàng lựa chọn. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phố Sinh phân phối. Và chúng ta hãy thử xem số điểm nằm trong ô cửa này là bao nhiêu điểm đây. Số điểm của ô cửa này là 2.000 điểm. Như vậy là Sơn đã bị trừ mất một nửa số điểm rồi, chỉ còn có 500 điểm thôi. Nhưng vẫn còn hai ô cửa 500 và 300 bằng và thấp hơn điểm của bạn. Bạn hãy lựa chọn hai ô cửa này đi để tăng số điểm của mình lên. Bạn chọn ô nào nhỉ? Ô số mấy ạ? Rất nhiều sự tư vấn cho bạn. Ô số 2. Tại sao bạn lại quyết định là ô số 2? Sau một hồi suy nghĩ. Bởi vì là ngày hôm nay là ngày thi học kỳ môn thứ 2 cuối năm đại học của Sơn, nên cho nên Sơn sẽ chọn số ô số 2. À, Sơn đã quyết định xem là ô số 2 có gì ở bên trong nào. Hãy mở cho tôi ô cửa số 2. Phở ăn liền xưa và nay là sự kết hợp giữa hương vị truyền thống và những công nghệ mới nhất của Nhật Bản. Sợi phở mềm, dai, gói xúc thịt kết hợp với các loại rau sấy đặc trưng giúp bổ sung những vitamin thiết yếu, gồm có các hương vị phở bò và phở gà. Và chúng ta hãy xem thử số điểm trong ô cửa này. Số điểm trong ô cửa này là... Oh, có 2 số 0. Không biết là bao nhiêu đây. Liệu là có phải 3 số 0 không? Bình tĩnh nhá, xem nào. Ây, tròn tròn ở dưới. 1 số 0 nữa chăng? 500 điểm, thì chúc mừng. Như vậy là điểm của bạn lại tăng lên 1.000 rồi. Một ô cửa khác là 300 điểm, thấp hơn điểm của bạn. Nhưng những ô cửa còn lại thì cao hơn điểm của bạn. Bây giờ bạn có muốn tiếp tục mở ra các ô cửa hay không? Hay là ngưng cuộc chơi để bảo toàn số điểm? Sự lựa chọn. Tiếp hay là ngưng ạ? Tiếp là dễ bị chia đôi lắm ạ. Một bên này thì nói 1, bên kia thì nói 4. Anh số 4 lúc đấy là một số may mắn của Sơn kìa. Không biết là có nên không nhỉ? Hay số mấy? Ai, rất nhiều người bảo Sơn mở cửa số 4. Sơn quyết định sao? Rất quan trọng. Số 4 đấy ạ. Quyết định là số 4. Vâng. Khán giả rất đồng tình, bởi vì rất nhiều khán giả quyết định là số 4. Vậy thì chúng ta mở ô cửa số 4. Máy lạnh đứng Alaska, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, lốp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện, do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Và số điểm trong ô cửa này là 300 điểm. Xin chúc mừng bạn, như vậy là số điểm của bạn đã tăng lên là 2.000 điểm. Và bây giờ thì bạn có muốn tiếp tục khám phá các ô cửa tiếp theo không nhỉ? Thôi hè tiếp ạ. Bình thường Sơn lên hát là Sơn chỉ hỏi ý kiến khán giả là có hát nữa hay không? Bây giờ là mở tiếp. Nhưng mà tôi xin nhắc bạn rằng là lúc này các ô cửa chúng ta sẽ có ô cửa là 3.000, ô cửa đặc biệt, ô cửa 3 số 0. Thì điểm của bạn hiện nay đang nhỏ hơn tất cả các ô cửa này. Vậy thì sao hả các bạn? Thôi phải không ạ? Thôi hả? Chắc chắn là phải thôi rồi, bởi vì là số điểm này nhỏ hơn hai ô cửa kia. Và dĩ nhiên nếu bạn mở vào ô cửa 3 số 0 là bạn sẽ bị trừ mất một nửa số điểm thôi. Vậy thì bạn phải nói gì nhỉ? Thế còn nếu vào bắt phải ô đặc biệt thì sao ạ? Bạn vẫn chưa đủ điểm để đạt giải đặc biệt, bởi vì phải có 5.000 điểm cơ. Lúc này bạn mới có 2.000 thôi. Vậy thì phải nói lời chia tay rồi ạ? Vâng, phải xin ngừng cuộc chơi ở chỗ này để chúng ta bảo toàn số điểm đúng không? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá những ô cửa còn lại của siêu thị may mắn. Xin mời hãy mở cho tôi những ô cửa tiếp theo. Xin mời ô cửa số 1. Chảo xi bóng Kim Hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất, chịu nhiệt và truyền dẫn nhiệt tốt. Kiểu dáng hiện đại, tay nắm mới lạ, độc đáo, tiện dụng.
sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 11 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Và số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Số điểm trong ô cửa này là 3.000 điểm. Chúng ta cùng nhau khám phá ô cửa số 3. Khang Minh tỷ viêm nang, thuốc trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, được sản xuất hoàn toàn từ thảo.